Nữ diễn viên Ngọc Huyền, em út Vân Vân của Thương Ngày Nắng về mới chia sẻ một clip hậu trường gây thích thú. Trong đoạn clip, Vân Vân bỗng lột xác với hình ảnh sexy, gợi cảm. Cô nàng thả tóc, mặc áo khoác lông, bên trong diện váy ngắn màu đỏ sexy cùng đôi bốt dài quyến rũ. Ngọc Huyền nhảy nhót trên phim trường, khi đó có sự góp mặt của cả cặp đôi Đình Tú Doãn Quốc Đam. Khi Ngọc Huyền tiến lại phía bạn diễn Doãn Quốc Đam, cô còn làm động tác vũ đạo mơn trớn cực sexy. Nhìn bộ dạng của Ngọc Huyền, Doãn Quốc Đam cũng không nhịn được cười. Tuy nhiên sau đó anh chọn cách hùa theo cô. Nam diễn viên cũng cong mông, đánh hồng một cách sexy để quẩy cùng Ngọc Huyền khiến ai nấy phì cười. Được biết đây là hậu trường tập phim khi bộ tứ Vân Trang, Hoàng Duy, Vân Vân, Đông Phong cải trang đi tìm bằng chứng giải oan cho chị gái Vân Khánh. Để thu hút sự chú ý của Tay Quyết, Vân đóng giả là một cô gái ăn chơi đang cãi nhau với Phong. Hình ảnh lột xác của cô nàng ba chấm khiến khán giả vô cùng thích thú. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.